Sáng nay Linh đi chợ, Linh thấy bán cá rô phi ngon quá nên Linh mua. Cá giờ Linh chiên ăn. Cá này cũng uống ngon quá nè, Linh mua hơn 1 ký gì đó, về Linh chiên giòn, chấm nước mắm ăn. Cá Linh chiên nãy giờ cũng vàng giòn rồi nè, Linh sẽ gấp cá ra. Còn lại 1 con Linh chiên ra. Còn cái chảo bên đây Linh sẽ làm thêm một món nữa, đó là cái món cà tím xào thịt bằm. Linh xấy tỏi thơm để xấy, Linh xấy tỏi cho nó thơm để bỏ thịt với cà vô xào. Hôm nay lần đầu tiên Linh làm cà tím xào thịt bằm, ăn thử nó có ngon. Tỏi nó vàng thơm mà Linh cho thịt vào Linh xào. Linh nêm vào đây một ít bột ngọt, tí xíu đường, tí xíu tiêu, một ít nước tương. Cái cà tím này Linh sắc sợi nè, Linh bóp muối cho nó mềm xèo lẻ, cho nó bị thâm đen cả nhà, nó đổi màu nó hơi đen nè. Linh bỏ cà vô Linh xào luôn. Chảo nó phập phồng nên Linh kìm lại. Cà tím xào cũng đã chín rồi, Linh cho ít gấp hành với hành lá đi. Rồi món cà tím xào thịt bằm cũng đã hoàn thành. Chính là đó Linh sẽ tắt lửa dọn cơm. Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cái nhà hôm nay Linh ăn cơm với cá phi chiên giòn và món cà tím xào thịt bằm. Món này là thịt tiên Linh làm luôn đó. Biết ăn có ngon không? Để Linh thử ăn có ngon không nha cả nhà. Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Hai món cơm quê đơn sơ cả nhà. Cà xào ăn cũng ngon. Cái màu nó không được sáng thôi nè. Gửi ba nhầm nhầm. Ngon lên nè. Ăn cà xào. Bới một chén cơm đầy lên. Sáng giờ chưa ăn, Linh bới một chén đầy. Ở chỗ Linh á, kêu bằng cá phi không à, ở chỗ khác thì kêu bằng cá rô phi. Cá rô phi này Linh nhớ bây giờ nước mặn nước ngọt thì cũng có lắm. Nhớ hồi lúc Linh còn nhỏ, chỗ Linh ở lúc còn nhỏ nước ngọt làm lúa đó, đâu có cá rô phi đâu. Bây giờ Linh thấy cái dùng nước ngọt làm lúa cũng có cá rô phi nữa.
cá nó bé ngon. Mua được 7 con nhưng mà Linh chiên có 4 con. Mình chấm với nước chấm này với mắm chua ngọt. Cà xào vịt bằm này mình coi trên Facebook có thấy người ta xào ngon quá, Linh này xào không giống người ta.
Bữa cơm trưa của Linh vậy cũng đã xong rồi cả nhà. Linh cũng kết thúc video tại đây. Cả nhà mà cứ yêu mến kênh của Linh á, giờ xin ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh cả nhà. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.